giờ mình ký hợp đồng, mình hợp tác đi, mình tạo kênh YouTube trên mạng đi. Anh nói với khán giả vậy đi. Anh nói đi, anh kính chào quý vị khán giả. Tôi tên là anh Hai Năm Bù Quan. Nó lớn lớn rồi, khán giả đâu có nghe đâu. Anh Hai Năm, tôi là anh Hai Năm Bù Quan. Tôi là quản lý khu vực Bù Nhất. Tôi muốn hợp tác với KT Lê Tiết để làm. Hả? Nói đi. Không, mất cả không nói chạy trốn rồi. Anh Gìn gì đó? Đây. Anh Gìn cái gì trên xe em vậy anh Hai? Quái chồng anh hoài à. Kìa. Em rất là em thích nói chuyện với anh mà. Yeah. Hả? Tại nay cái giỏ người yêu tặng đâu rồi? Hả? Cái giỏ người yêu tặng đâu rồi? Bộ có người yêu mới xong mà dẹp cái giỏ cũ vậy hả? Có đâu. Sao? Vui này là vui đặc biệt đó nha. Chỉ có người quan trọng mới được ăn thôi đó. Phải không? Mình cắt đi mà. Thôi anh cắt đi. Họ biết cắt không? Anh lấy cái dao anh cắt đây nè, cắt làm hai chứ có gì đâu trời ơi. Anh biết ăn không? Hả? Biết ăn không? Nói tôi nói coi. Biết. Trời ơi, ổng xíu phần ổng bự rồi, ổng cắt ổng bự hơn rồi ổng ơi. Trời ơi. Anh để lại khúc đi. Anh để lại khúc đi, em với anh Vinh. Em mang khúc đi, anh với anh Vinh ăn khúc đó đi. Cắt cho ba Tâm miếng. Cắt miếng cho ba Tâm đi. Ổng làm chút ổng vô ăn mà. Anh mang ra cho ổng. Không, ổng chút ổng làm trong ổng ăn. Đi đâu á? Để tủ lạnh luôn hả? Ăn lạnh mới ngon hả? Thích ăn lạnh hả? Mà sao hôm nay không đi bán? Tiền không bán, trong mượn vốn bán. Ôi ba Tâm ổng giàu lắm á. Em định mượn tiền ba Tâm làm vốn kìa. Hả? Ba Tâm quen toàn Đài Loan không à? Anh kêu ba Tâm làm mai cho anh hot girl Đài Loan đi. Ổng mới Đài Loan không luôn á. Hả? Đi kêu ổng làm mai cho hot girl Đài Loan đi. Lấy hot girl Việt Nam chi cho khổ. Vậy sáng sáng hàng ngày ra đây phụ ba Tâm thôi hả? Xíu đi. Đi đâu? Phụ đi chơi. Phụ xíu rồi đi đâu? Đi uống coi. Đi qua gặp hot girl hả? Ừ. Cái dữ. Em sẽ đưa cái clip này lên mạng. Em chỉ cho anh cách vô coi nha. Nha. Lấy cái điện thoại đi, lấy điện thoại em chỉ cho anh vô coi. Rồi, anh lít cho chủ YouTube đi. Biết chữ nào chủ YouTube không? Còn với ông, với ông chợ. Nè, chữ YouTube nè, lít vô. Vậy bữa nữa em sẽ đưa anh lên đây. Ok. Nè, anh có tên luôn nè. Bây giờ anh đánh chữ chữ K đi. Tao biết chữ đâu, chợ bấm là mấy. Chữ K biết không? Không biết. Chữ K là chữ này nè. Chữ kết Lê Tuyết, chữ K T. Viết tắt Lê. Cảm ơn nhiều. Đây nè, tên em ra rồi nè. Em sợ chút xíu là tên em ra nè, thấy không? Nhỏ nào đây? Gái. Con dạy cánh hai con xài nè. Đây là kênh YouTube của em nè. Em có mặt ở trên đây nè. Anh có tài khoản phải không? Bây giờ anh lít vô cái chữ đăng ký kênh em đi. Không biết đâu. Anh nhấn, anh đưa cái tay nhấn vô chỗ đăng ký đi. Không. Đúng rồi, đúng rồi. Mai mốt anh vô anh coi clip của em nhiều nha. Vậy bữa nữa em đưa anh lên đây. Là cái điện thoại của anh nó sẽ báo chuông là kết chủ tịch kết Lê Tuyết có anh Hai Năm Bù Quan nha. Nó biết chữ rồi mày nói vậy chị nó. Trời ơi, ảnh vô anh đang coi clip của con kìa chú. Trời ghê anh. Trời ơi, ghê chưa? Anh Hai Năm Bù Quan của con mà. Không biết chữ, không biết hình. Trời ơi. Điện thoại hình nền mà đặt hot girl cho hình nền mới ghê chứ. Con ghệ của nó. Ghê vậy hả? Ghê luôn á hả? Nó ghệ nó biết đâu. Tao không biết đâu rồi. Còn. Thôi rồi lo cưới đi, lo cưới cho người ta đi. Nó nói tao không biết đâu. Nó nói hả? Anh nói hả? Nó ghệ nó mỏi. Trời ơi, đi đem hình hot girl dịp khoe ba luôn mới ghê chứ. Không biết chữ mà anh biết số không? Không. Trời ơi, không biết số luôn ha ông rồi. Trời ơi, tấm nào 500 ngàn, tấm nào 200 ngàn anh biết không? Biết. Ủa kỳ vậy? Dạ.
giờ mình ký hợp đồng mình hợp tác đi, mình tạo kênh YouTube trên mạng đi, anh nói với khán giả vậy đi. Anh nói đi, anh kính chào quý vị khán giả, tôi tên là anh Hai Năm Bù Quan. Nó lớn lớn rồi khán giả đâu có nghe đâu. Anh Hai Năm, tôi là anh Hai Năm Bù Quan, tôi là quản lý khu vực Bù Nhất. Tôi muốn hợp tác với KT Lê Tiết để làm. Nói gì mà nói với mày. Hả? Bà nói đi. Không, mất cả không nói chạy trốn rồi.